Chào mọi người, chào các anh chị em võ sĩ nha. Hôm nay mình chia sẻ cái cách để mà mình đánh bóng cái chóa đèn của xe hơi ha. Thì với cái đánh bóng thì xe hơi hoặc là xe gắn máy gì đều như nhau, tất cả các loại chóa đèn đều như nhau hết ha. Mặc dù nó là bằng kính hoặc là nó làm bằng nhựa cũng như nhau thôi, cho nên anh chị em đừng có lo về cái phần đó ha. Cứ cái chóa đèn là lấy ra là bụp thôi chứ không có sợ nó là làm bằng cái gì hết ha. Chóa đèn thì nó chỉ có hai loại, một loại là bằng nhựa ha, loại bằng kính kính thôi chứ không gì hết. Thì việc trước tiên đó là mình anh chị em nhúng lấy cái khăn ha, lấy cái khăn nhúng nước rồi xong rồi mình vắt cho ráo ha, vắt ráo xong mình lau ha, mình lau cho sạch hết cái phần mà kính để mà mình chuẩn bị mình đánh bóng đó. Lý do mình lau cái một cái qua cái nước đầu tiên cái lớp đó đó là để cho mình lấy cái cát ra ha, cái cát hoặc là những cái viên sỏi viên cát nhỏ nhỏ đó mà trong quá trình mình chạy 2-3 năm đó, cái là nó văng vô ha, nó văng vô cho nên nó tạo ra những cái lỗ nhỏ, cho tới lâu ngày thì cái bụi đó nó đóng vô trong mấy cái lỗ đó luôn, cho nên nó làm cho cái chóa đèn mình nhìn thấy nó tối lại ha, nó tối lại mà mình mở đèn lên mình chạy ban đêm nó cũng giảm đi cái độ sáng nữa. Cho nên là trong quá trình mà mình đánh bóng đây là để là mình lấy hết cái lớp bụi dơ đó ra, nằm ở trong mấy cái hốc của mấy cái lỗ nhỏ đó, lỗ mà bị mẻ đồ của đá sỏi nó văng lên đó. Đó, lấy bụi trong đó nó sạch hết ra thì nó mới lại thôi. Chứ không có gì hết ha. Thì việc trước tiên là mình lau xong cái đó cho nó khô để cho mấy cái cát nó không còn dính ở trong. Chứ trong quá trình ở trong mình đánh bóng đó, là nó có thể là nó xước thêm nữa ha. Nó không có tốt cho nên mình lau sạch đó đi. Rồi, những cái loại chai đánh bóng đó hầu như là chai nào xài cũng được hết ha. Đó, mình xài cái chai này. Miễn là anh chị em thấy được có cái chữ nào wax ha, chữ wax nè. Wax là đánh bóng đó. Cleaner wax. Ha. Cleaner tức là những cái hóa chất để mà tẩy sạch thôi. Đó. Thì cái này là nó để là 6 trong 1, nó vừa bóng mà vừa làm sạch mà vừa chống luôn ấy luôn. Đó. Thì nói chung là nó đủ thứ loại hết, thì anh chị em cứ ra ngoài cái tiệm xe đó, ra tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi đó, ra ngoài đó nói mình muốn mua một cái bình wax đó, wax để mình làm bóng á, hoặc là có cái chữ mà polish ha, anh chị em thấy cái chữ polish này nè ha, polish là đánh bóng ha, làm bóng đó, hoặc là wax đó, thì mấy cái chữ gì thôi thì nó có cái bình tròn 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 đó, hoặc là thứ nào cũng được, tại vì tiệm xe nó bán nhiều loại lắm, loại nào xài cũng được hết á. Thì mình mua về mình đánh ha. Đó. Thì lau ra xong thì mình dùng một cái khăn khô khác mình sẽ đổ cái này lên. Cái bình này mình xài lâu rồi, lâu ngày rồi nó kẹt cái lỗ nè, cho nên mình vặn cái nắp ra luôn mình đổ. Anh chị em đổ một miếng vô trong này. Đó, đổ miếng vô xong rồi mình chà. Để mình đẩy nắp lại coi. Mình chà hết hết cái bóng luôn ha, mình chà hết nguyên cái khu vực mà mình đánh bóng đó. Thì cái này mình đánh mình chà xong mình đánh một lần mà mình thấy chưa sáng nữa thì mình chà thêm mình đánh tiếp ha, hoặc là đánh 3 lần là ok. Nếu mà nó trường hợp nó ít hoặc là xe mới xe đồ thì mình đánh chừng 1 lần thôi là nó đã sạch rồi, nhưng mà mình nếu ngon nữa thì mình đánh hai ba lần đi nha. Thì mấy cái miếng đệm mà nó loại để đánh thì nó càng mịn càng tốt ha, đánh thì nó ra bóng thôi, với lại nó dùng một cái tốc độ nhanh ha, nhanh để mà nó đánh nó trong quá trình nó làm nóng nóng cái mặt này và nó tẩy luôn cái ấy nó luôn ha, cái mặt dơ của bám lên trên nhựa đó hoặc là trên kính đó thì mình gắn vào trong cái súng khoan ấy nè, khoan là dây điện chạy tốc độ nhanh hơn là cái súng khoan kia ha, lẹ hơn thì mình quay mình từ đây từ 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 mình đi qua ha.
mình đánh xong mình lấy cái khăn, mình lấy cái khăn khô mình lau lại mấy cái bụi nó dơ ra, xong bắt đầu mình chà lên mình đánh tiếp ha. Đây nó vướng cái camera nè, nên mình sẽ lấy mình đánh xong rồi mình quay lại kết quả cho anh chị em coi ha, để mình đưa camera ra xa một chút, mở nắp mình lên nó dướng ở đây nè. Ok. Rồi sau khi đánh bóng xong rồi mình đánh ba lần ha, đánh ba lần thì anh chị em đánh xong rồi mình lấy khăn khô mình lau cho thêm lần cho thiệt sạch nữa là nó đi hết ha. Anh chị em nào mà giống như chuyên hay làm đó thì nên mua luôn nguyên một cái bộ kit của nó ha, một bộ kit của nó để mình sửa luôn. Nhiều khi cái mấy cái chóa mà nó bị xước á, bị xước thì nó có những cái cuộn dây nhám đó nó làm theo đúng tùy theo cái số kích cỡ của cái hạt cát loại lớn nhỏ đó, nhám mịn rồi nhám dày, nhám hạt lớn á, thì mua nguyên cái bộ đó về mình để dành mình nếu mà xe được có chạy xước á mình sửa được hết ha, cái bộ dây nhám nó đã lắm. Cái chóa đèn của xe xe này chạy 3 năm gần 4 năm rồi chưa bao giờ đánh bóng ha. Xe đi lượm lon nè, lượm ve chai lon vịt. Thành ra là chưa có đánh bóng là nó mờ như vậy ha, nó mờ căm luôn. Đây cũng vậy ha, nó mờ căm nè, cái này mà đánh bóng lên là nó sáng choáng luôn. Rồi xe mới mới mấy năm à. Đó. Lâu ngày nó mờ như vậy đó. Rồi tí mình đánh cái xe kia xong rồi đánh xe này thôi, tại này nó đậu ngoài nắng, lúc mà mình làm mình đánh bóng là nó bị ngược nắng đó cho nên không có quay được cái này. Chứ đúng ra là mình làm ở trên cái xe này cho anh chị em dễ thấy nó bự đó ha, cái chóa nè, cái chóa chụp này nó ấy nè. Đục ngầu luôn ha. Đó, khi mà mình đánh bóng là nó mất đi những cái đường xước nhẹ nè ha, những cái này là những cái dấu mà mình khi mà mình rửa xe đó mình lấy cái vải rồi mình chùi 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 á là nó tạo ra những đường xước này nè, cho nên là khi mà mình đánh cái bóng đó là nó mất đi cái đường xước này ha, nó trở lại nó mới lại giống như là cái nó chụp lúc xe mới thôi. Mấy cái dấu xước này là do dê ra dê vô ở trong mấy cái bạc kinh xe đó, nó xe này quẹt qua xe kia cho nên cái sơn nó chồng dính lên ha. Quẹt cái này bữa nào mình sẽ làm video chia sẻ cách để mà lấy cái này ra, lấy này ra nó giống y như thường gì nè. Ok, trường hợp chạy xước quá nặng tức là nó mất đi cái lớp sơn ở bên ngoài này luôn ha, nó chỉ lòi cái nhựa đen ở trong, thì mình sẽ lấy nhám mình đánh thôi, nhám đánh hai ba loại, đánh xong rồi đánh mịn rồi xong xuôi hết mình mua cái bình sơn mà loại cái đời của cái xe này nè, mình ra ngoài tiệm sửa xe đó. Đó mình mua mình đọc cái tên cái đời nó thì nó sẽ bán cho mình cái sơn để mà đặc biệt sơn cái xe này, nó là outdoor paint á, sơn ngoài trời đó, mà sơn cho loại xe này thì mình sẽ touch up ha, tức là chà vòng vòng cái khu vực này rồi sơn vô luôn chồng lên thôi thì nó sẽ giống như mới luôn nha, nó giống tiệp y như màu này luôn. Này sẽ có dịp mình làm cái video mình chia sẻ sau.
bóng choáng là nó giống như mới, là nó như gì nè, mình nhìn giống như kiểu kim cương á ha, phản quang á, mình nhìn vô mình thấy những cái đường mà nó, cái cách mà nó làm cái ấy trong đó, cái chóa trong á, nó bóng chóa ha, nó dồi lại nó bóng gì đó. Đánh xong là nó y như mới luôn ha, nó trắng ra, nó sáng trắng y như mới luôn. Ok. Rồi, video tôi là hết nha. Chào hết mọi người nha. Hẹn gặp lại anh chị em ở những video khác. Ok. Bye bye.